Rồi, xin chào quý anh chị các bạn ha. Chào mừng đã quay lại với kênh của mình. Rồi, quý anh chị các bạn đánh cá xíu ha. Chờ mình xíu. Rồi, lấy thức ăn. Rồi là mình nuôi cá chân trâu với bình tích nha quý anh chị các bạn. Có mấy con cá co là mình thả cá mới, mình sẽ thả riêng vô cái hồ này, giống mình dưỡng như là mình kiểm tra coi nó có bệnh gì không. Khoảng tuần 2 tuần là mình mới cho hồ lớn các bạn, để đề phòng an toàn thôi. Tại vì cá mới bắt về mà nó bệnh là nó sẽ lây qua cái hồ mới, là cái hồ hiện tại á, thì nó rất là nguy hiểm. Hồ này nhỏ nhưng mà vẫn có lọc clip đồ đầy đủ các bạn. Đó, lọc vi sinh. Đó, các bạn ăn cò bướm không? Cho nó ăn là nhiều các bạn ơi, cá này đủ loại hết á. Các bạn thấy nước trong không? Nước trong lắm nha các bạn, nước trong như nước suối luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Tụi này nó ăn khoảng 15 phút sẽ kiểm tra, nếu mà thức ăn còn dư là nó sẽ mình sao sẽ bớt lại nha các bạn. Ăn gì không tốt đó, còn nhiều người với thùng xốp hay lót bạc nuôi cá thôi. Đó, các bạn đây coi đây cá con nè. Rồi, cho ăn đi con mình nó cho ăn á các bạn. Thích lắm, ngày nào cũng theo mình để cho ăn vậy á. Cá con ha. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Hẹn gặp lại ở các video sau.